Good morning. Xin chào các em, tất cả các em đã sẵn sàng chưa? Và hôm nay chúng ta tiếp tục bài học với bài speaking. Chủ đề là Let's visit Huế. Activity number one. Read the information about the attractions in Huế. Work in pairs. Choose one place in Huế you would like to visit. Tell the partner about it. Ở phần này, chúng ta đọc các thông tin về một số những cái danh thắng ở Huế. Sau đó chúng ta thảo luận trong nhóm để đưa ra những cái quyết định xem là chúng ta sẽ đi thăm nơi nào. Vì chúng ta học online trực tuyến nên chúng ta sẽ tự chọn lấy một nơi để đi thăm để các thông tin cụ thể. Number one, Huế Imperial Theatre. The main palace, a place to see in Huế. A knowledgeable guide available to help you to learn about. Its history and tradition. Số 2. Royal tombs. Visit the royal tombs to find about the life of the royal families. Thì ở đây có một loạt các cái tomb. Chúng ta có tomb of Tự Đức, built 13 years before the imperial death, set in the portrait scenery of the pine forest and magnificent lake. A strong impression on many tourists. Tomb of Minh Mạng, one of the most interesting royal tombs to visit in Huế. Situated in Cam Khe Hill, about 12 kilometers from the city center, on the west bank of Hương River, the Perfume River. Và người ta đặt cái tên tiếng Anh là Perfume River, có nghĩa là dòng sông nước hoa. Tomb of Khai Định. A mix of Eastern and Western architecture. Architecture là kiến trúc. Beautiful mosaic pattern inside. Amazing decoration on the wall. Thiên Mộ Pagoda. A pretty and well-preserved pagoda. Probably Huế most recognizable landmark. Landmark. Địa danh. A bell tower. And a seven-tiered monument in front of the pagoda, Quốc Học High School. One of the oldest high school in Vietnam, with its beautiful ancient buildings. One of the most prestigious high school in the country. The high school where President Ho Chi Minh and many scholars study. The feeling of our Vietnam when walking around the school. Sau khi chúng ta chọn được, chúng ta dựa vào cái mẫu ví dụ sau để có thể nói. I'd like to suggest visiting Quốc Học High School. Và chúng ta có thể thay Quốc Học High School bằng Thiên Mộ Pagoda, bằng Royal Tombs, bằng Huế Imperial Theatre. It's one of the oldest high school in Vietnam. One of the oldest high school in Vietnam. And famous for its beautiful ancient building. Chúng ta có thể thay bằng các cái đặc điểm characteristic của Thiên Mộ. It's a pretty and well-preserved pagoda. It's a mix of Eastern. Vân vân, viết vào vở những câu tương tự, thay những cái cụm từ mà thầy đánh dấu bằng cụm tương tự và tập nói. It is also a prestigious. Cái này cũng có, cũng thay tương tự, vân vân. Chúng ta sẽ có được một cái bài nói của chúng ta. Chúng ta hiểu không nhỉ? Chúng ta thay tương tự các cái phần đánh dấu, ví dụ như visiting Quốc Học High School thì được thay bằng các từ tên, các từ như là Thiên Mộ Pagoda, Royal Tombs, Huế Imperial Citadel, hoặc thay tiếp tục thay one of the oldest, vân 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 vân, được thay bằng các cụm từ như pretty and well preserved, a mix Eastern and Western architecture, one of the most interesting royal tomb to visit in Huế, hay là build a strong impression on tourists, so on. A very prestigious high school, và chúng ta lại có thể thay bằng những cái cụm từ tương tự như vậy để chúng ta có được một bài nói và chúng ta tự luyện tập nói. Cũng khi mà phần mềm khá là tốt để chuyển thể từ văn bản sang nói, đó là from text to speech. Chúng ta vào đó, chúng ta có thể đánh, sau đó đánh văn bản bằng tiếng Anh, sau đó chúng ta chọn giọng nói và sau đó chúng ta sẽ tập nói.
theo cái văn bản đó. Và video này đến đây tạm dừng. Chúng ta sẽ tiếp tục bài nói ở video tiếp theo. It's time to say goodbye. Goodbye.